Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em Hôm nay tôi sẽ giải bài tập trong bữa bài tập toán lớp 3 tập 2 Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 139 Diện tích hình vuông Trang 65 Bài số 1 Viết vô ô trống theo mẫu Cạnh hình vuông Đây là cột thứ nhất Cột thứ nhất là đây là à, Có 1, 2, 3, 4 cái Cái hình vuông Cái diện tích hình vuông và cái chu chu vi như vậy công thức muốn tính diện tích hình vuông ta lấy cạnh nhân cạnh đây cạnh nhân cạnh là diện tích hình vuông là cm vuông còn chu vi thì ta lấy cạnh ta nhân cho bốn ừ. đây ví dụ như thầy có đây là một cái cái miếng hình vuông này Được. cạnh giả sử như cạnh này là hai cạnh này hai cạnh này hai và cạnh này hai thì như vậy là muốn tính diện tích là ta lấy cạnh này ta nhân cho cạnh cạnh này hai thì ta lấy là 2 x 2. Còn muốn tính chu vi là ta lấy là một cạnh này ta nhân cho 4, tại vì một 2 3 4 cạnh. Rồi, như vậy chỗ này ta lấy là 4 x 4. Bằng 16 cm vuông. Rồi chu vi cạnh nhân 4 cạnh là 4 này ta nhân cho 4 bóng bóng 16 vô tình bên này cũng 16 16 nhưng mà nó có khác nhau là cm vuông còn là cm bài này 6 ta nhân 6 6 nhân 6 là bằng 36 cm vuông bên là là 6 ta nhân cho 4 từ 4 cạnh 6 nhân 4 là bằng 24 cm 8 Ta nhân cho 8 8, 8 6, Là Đơn vị là cm vuông Bây giờ là gì? 8 ta nhân cho 4 Bằng 32 cm Bài số 2 Một miếng nhựa hình vuông cạnh là 40 mm. Hỏi diện tích miếng nhựa đó bằng bao nhiêu cm? Đây đây là thầy lấy một cái miếng ví dụ là một miếng nhựa này. Nè, miếng nhựa hình vuông, cạnh là 4 40. 40 40 40. Người ta yêu cầu là diện tích của miếng nhựa là bằng bao nhiêu? Thì trước tiên là chúng ta người ta cũng gợi ý cho mình luôn là người ta hỏi là hỏi cm. Được, người ta hỏi cm. Thì chúng ta lấy mili này chúng ta đổi ra cm. Vậy 40 ml chúng ta đổi ra cm là bằng bằng 4 à, 4 cm. Rồi như vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ đi tính cái diện tích của miếng nhựa là diện tích miếng nhựa là như vậy là ta có cạnh là 4 đúng không 4 ta nhân cho 4 bằng 16 cm vuông. Đáp số. 16 cm vuông. Bài số 3. Một hình vuông có chu vi là 24 cm. Tính diện tích của hình vuông đó. Như vậy chúng ta ngay chỗ này người ta họ cho là một hình vuông có chu vi là 24 nè chu vi là c là c là thường thường sẽ ký hiệu là c là chu vi bằng muốn tính chu vi hình vuông người ta lấy cạnh này ta nhân 4 được cạnh nhân 4 thì như vậy ngay chỗ này thì người ta đã cho là vậy chu vi như là mươi 24 này bằng cạnh ta nhân cho 4 được thì như vậy là muốn tính cạnh thì ta lấy là 24 ta chia cho 4. Rồi trước tiên chúng ta sẽ đi tính là cạnh của hình vuông là cạnh của hình vuông là Nó. Như vậy là 24 ta chia cho 4 bằng 6. Đơn vị là cm. Thì vậy chúng ta có cạnh rồi chúng ta sẽ đi tính cái diện tích Nào. Diện tích Hình vuông là Diện tích hình vuông ta lấy cạnh nhân cạnh 6 x 6 là 36 cm vuông Đáp số 36 cm vuông. Bài số số 4. Ghép 6 miếng nhựa thành hình vuông cạnh là 4 cm. Thành hình chữ nhật xem hình vẽ tính diện tích của hình chữ nhật đó. Rồi, chúng ta đọc lại đề này. Ghép 6 miếng nhựa. Như là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miếng nhựa là một, một cạnh là bằng, bằng 4cm. Nào, cạnh là 4cm. Người ta yêu cầu là tính cái diện tích hình chữ nhật đó. Nè. Như vậy chúng ta sẽ đi tính một hình. Một cái hình vuông này. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ nhân cho 6. À, tại vì có tới 6 hình ghép lại được không chúng ta sẽ đi tính là một hình đó. rồi sau đó là diện tích của hình chữ nhật là chúng ta nhân lên 6 diện tích một hình vuông là diện tích một 1... hình vuông là ta lấy 4 ta nhân cho 4 là bằng 16 <laughs> cm vuông. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tính cái diện tích hình chữ nhật là ta lấy 16 ta nhân cho 6. Diện tích hình chữ nhật là ta lấy 16 này một hình là 16 cm vuông. Mà trong này là tổng cộng là 6 hình. 6 x 6 là bằng 36 viết 6 thành như 3. 96 cm vuông. Đáp số 96 cm vuông. Bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.